Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Mẫn xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe cũng như là chúc mừng năm mới tới quý cô bác anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc các bác một năm mới thật là nhiều niềm vui. Đấy, thì Tết Tây chuẩn bị đến với Tết ta thì chỉ còn vài chục ngày thôi các bác nhá. Đó. Thì chúc các bác như những cái lời em đã chúc ở bên trên. Đó, thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay lấy 20 cái á. Đó là thế thì soạn đi để bảo đừng nhận nữa. Đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái cây lúa thần tài nhá. Các bác lên cho em là cây lúa thần tài. Cái cây lúa này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 200k và bao ship. Bác mua gì nữa không? Để giấy đây đâu nhỉ? Mã này thì bác lên cho em đó là bông lúa thần tài các bác nhá. Đó, bông lúa thần tài. Bông lúa này, thần tài này. À, lưu ý các bác là cái này thì hàng nó rất là cồng kềnh, vận chuyển đi vận chuyển về nó rất là khó khăn, đóng gói rất phức tạp. Cho nên là các bác cân nhắc cho em trước khi mua để tránh cái việc là đến không nhận các bác nhá. Đấy. Còn đến mà các bác không ưng, các bác bảo là không đẹp, không lấy nó khác, còn bây giờ các bác bom hàng thì nó là một cái điều rất là vô lý và không nên các bác nhá. Đó. Thì bên shop đang gửi tới cái bông lúa thần tài này là 200k. 200k và bao ship các bác nhá. Đó, 200k và bao ship. Đấy. Thì em cũng lưu ý các bác vậy luôn. Một bó như này của nó là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cành. Một bó này là 10 cành mà bên em bán theo một bó như này nhá. Nó đã có củ cắm điện sẵn rồi. Về các bác cứ thế cắm vào là xong thôi. Đấy. Về các bác cắm vào sau đó thì các bác dựng lên. Đấy, nó rất là đẹp các nhá. Đó. Đây, cắm vào như này. Sau đó thì các bác dựng lên để trên ban thờ nhà mình, rất là đẹp luôn các nhá. Đó đây. Đấy, dựng lên để ban thờ. Hoặc là các bác có thể trang trí. Cái này nó có thể là các bác có thể cắm trực tiếp xuống dưới đất được các bác nhá. Đấy. Cắm trực tiếp xuống dưới đất được các bạn. Đó đây thì các bác cứ cắt ra cứ tháo ra là cắm xuống này. Đấy và nó sẽ giãn ra được các bác nhá. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 200k. Các bác lên cho em là bông lúa thần tài, rất đẹp luôn các nhá. Đấy bông lúa thần tài. Đấy hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Bông lúa thần tài 200k các bác nhá. Đấy lên mã giúp chị. Tiếp theo đó là tiếp tục trong cái chương trình mùa đông giá rét thì không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường nhá. Cho nên là bên em cũng tăng cường nhập cái hàng tất của Nai này về để bán cho các bác. Đấy các bác lên cho em là tất 10 các nhá. Đó, tất 10 thì bên em đang có hai màu, màu trắng và màu đen. Đấy. Thì các bác lên cho em là tất 10 trắng hoặc tất 10 em. Bên em bán theo lố như này. Một lố của nó là 10 đôi, lố là 10 đôi nhá. Đó. Giá thì cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 90k. Đấy, 90k cho một cái vỉ tất 10 đôi như này. Bác nào lấy từ 2 vỉ trở lên thì bên em sẽ bao ship, giá rất hạt rẻ cho bác luôn. Đó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em là tất 10 trắng hoặc tất 10 đen là bên em sẽ lên được mã. Đấy, cho nó dễ chứ nhiều khi các bác cứ lên cái tên nó không đúng thì nó sẽ rất là khó để biết được là các bác muốn mua hàng gì. Đấy. Thì đây, các bác xem này, đó. Cái chiều cao của nó là vừa phải nhá, không dài không ngắn nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Tha hồ cho bác sử dụng. Hàng là hàng của thương hiệu Nai, 100% cốt tông, co giãn 4 chiều, thoải mái sử dụng nhá. Đây. Đấy, rất là sướng luôn. Chống hôi chân, chống da mồ hôi với nhá. Đấy, nói chung là hàng cực kỳ là cao cấp luôn, chất liệu 100% của cốt tông, chống hôi chân các bác nhá. Đó. Nói chung là các bác dùng cái này thì miễn chê rồi. Đặc biệt là mùa hè giá lạnh như này, mùa đông giá lạnh như này các bác nhá. Đó. Thì giá chỉ có là đi 90.000 cho 10 đôi, tức là 9.000 một đôi, tất của hãng. Thì tội gì mà không mua các bác. Bây giờ các bác mua vớ vẩn thôi cũng mất, ra cửa hàng mua vớ vẩn cũng phải mất 15.000 một đôi, 15.000 một đôi đến 20.000 một đôi mà nhiều khi không ra gì các bác nhá. Đó, tất 10. Qua lên mã giúp cho là tất 10. Mã tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái ví nâu các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ví nâu. Cái ví nâu này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 50k. Đấy, lên cho em là ví nâu này. Đó. Ví nâu bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k. Đó, 50k cho cái ví nâu này các bác nhá. Đó đây. Thì một bộ ví của nó như này, bao gồm là các cái bấm móng đây, đấy các cái bấm móng như này và rất là nhiều chi tiết lấy dái tai rồi cắt ra chết rồi kéo cắt như này. Đó, cả một bộ sản phẩm ngon lành cành đào như này. Bên shop chỉ gửi tới các bác với cái giá đó là 50k. Các bác lên cho em là ví nâu nhá. Đó, ví nâu 50k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bác nào lấy từ 3 bộ là bên em sẽ bao ship, 3 bộ là bao ship bác nhá. Đó. Lên cho em là ví nâu này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, con bấm của nó rất là to luôn nhá. Đấy, những cái bấm móng tay rất là to, khỏe, bấm rất là chắc và có cả con bấm khỏe này luôn. Hàng là 100% bằng inox hết, sáng bóng sạch đẹp. Đấy, các bác mua về để chỉnh sửa móng tay, móng chân, lấy dái tai rồi nói chung là
nhíp nhổ lông thôi nhá, nặn mụn đầy đủ luôn. Đấy, có lên trên là ví nâu, giá cực kỳ hạt rẻ, 50k một bộ, 3 bộ là bên em sẽ bao ship. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái sản phẩm, đó là cái dầu gội phủ bạc đó nhá. Đó, các bác lên cho em là dầu gội phủ bạc, bên shop đang bán là 350.000 đấy, dầu gội này đó, dầu gội phủ bạc đó, phủ bạc bên shop đang bán là 350k xả luôn cho bác, còn 300k mà bao ship cho cái mã dầu gội phủ bạc này các nhá. Đấy, 300k bao ship dầu gội phủ bạc, hàng Việt Nam chất lượng cao các nhá. Đây các bác này, đấy thì một lọ của nó như này, có tem chống hàng giả, hàng giết đàng hoàng nhá, tem điện tử hẳn hoi, các bác cứ quét mã vạch nó sẽ ra luôn. Đó, dầu gội phủ bạc Lacoste các nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc Lacoste các bác này. Đó. Một hộp như này các bác có thể gội được tới 10 lần. Gội được tới 10 lần, vị chi ra là các bác chỉ có mất có 30.000 cho một lần gội. Mà cái này thì các bác có thể tự làm tại nhà được, không bị lem ra tóc cũng như là không bị hôi. Đấy, không bị bết vào da đầu và không bị sót da đầu nhá. Tất cả của nó là 100% là các cái thảo mộc tự nhiên hết này. Đấy, các cái thảo mộc tự nhiên hết. Các bác chỉ cần cắm vào như này thôi, cắm vào như này, sau đó thì các bác kích hoạt cái nút ở đằng sau này lên. Đấy, là nó sẽ bơm ra. Đấy, nói chung là con này thì rất dễ sử dụng thôi. Đây, các bác bóp này nó sẽ bơm ra này. Đấy, bơm ra là các bác dùng thôi, rất là tiện dụng. Và một cái lọ dầu gội phủ bạc như này, các bác có thể gội được tới 10 lần nhá. Đấy, gội được tới 10 lần thì tính ra các bác chỉ mất đâu có vào 30.000 một lần. Đấy, rẻ hơn rất nhiều so với các bác ra cửa hàng mà mình thoải mái. Ra cửa hàng thì nhiều khi người ta dùng bằng những cái loại dầu nó là hóa chất thì nó cũng không tốt các bác nhá. Đấy, còn cái này là nó là thuộc dạng là thảo mộc tự nhiên, rất là tốt luôn. Đấy, có lên cho em là dầu gội phủ bạc 300k bao ship các bác nhá. Đó. Tiếp theo, đó là hôm nay bên shop còn một cái mã, đó là cái hút bụi giường. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là hút bụi giường. Con này thì mùa đông rồi. Đấy, thì con này dùng rất là tốt luôn các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là hút bụi giường. Con này bên shop đang gửi tới các bác. Đấy. Hút bụi giường. Bạn nào còn nhớ cái hút bụi giường này bao tiền không? Hả? 250 ạ. Hút bụi giường bên shop đang bán là 250k. Đấy, bên em còn 3 chiếc nữa. 250k. Bên em còn 3 cái, xả cho bác luôn còn 220k. Và bao ship nữa nhá. 220k bao ship, xả lỗ cho bác luôn. Bán thanh lý dọn kho, nghỉ đón Tết thôi nhá. Thì bên em còn 3 chiếc nữa. Đấy, bên em còn 3 cái nữa thôi. Đây. Thì con này của nó có tặng kèm các bác thêm một cái phần lọc như này để về các bác có thể thay tháo. Và một cái con hút bụi rất là to khổng lồ luôn. Đây các bác. Đó. Ở đây thì nó chỉ tặng kèm dây sạc thôi các bác nhá. Về các bác là tự cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đây các bác nhá. Đó. Thì chức năng của chính của nó là thứ nhất là hút bụi này, thứ hai là có cái tia cực tím này. Đấy, tia cực tím này là nó giúp là đánh sạch các cái vết bẩn của nhá. Đấy. Đây, đánh sạch các cái vết bẩn. Các bác đấy. Đánh sạch các cái vết bẩn ở trên các cái vết bẩn, không phải đánh sạch các vết bẩn mà diệt sạch các cái con vi khuẩn của nhá. Đấy. Ở đây nó có cái tia cực tím như này. Đấy. Con này nó đang hết pin rồi các bác nhá. Nó đang hết pin rồi. Về các bác sạc pin vào cho em. Đấy, em để lâu nó hết pin. Về các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Đây cái đế sạc của nó này. Đấy. Con này thì các bác hút bụi ở trên giường, trên thảm rất là tốt luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em là hút bụi giường 220k. Em còn 3 con duy nhất, thanh lý luôn cho các bác. Giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. Đó. Còn 3 con, thanh lý nốt cho các bác. 220k bao ship cho bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em hút bụi giường thôi nhá. Đấy. Các bác được tặng kèm thêm một cái phần lọc nữa. Đấy, nó có cái phần tia cực tím để diệt khuẩn các bác này. Đây, các loại vi khuẩn nó sẽ bị diệt hết luôn. Đấy, các vi khuẩn là bị diệt hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô, đó là cái đèn treo. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn treo. Con này bên shop đang gửi tới. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn treo. Đấy. Đèn treo bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đi 250k. Xả cho bác còn đèn treo bao nhiêu nhỉ? 200k. Đó, 200k và bao ship cô nhá. Đó. 200k bao ship cho bác luôn. Mới con đèn treo cực kỳ là chất lượng, chắc chắn, dày dẫn và độ sáng cực kỳ là lâu luôn, cường độ sáng lâu. Các bác có thể dùng đa di năng. Đấy. Soi cũng được mà treo
treo lên cũng được, rất là tiện nhé. Đó. Đây, đấy, một con đèn của nó như này. Con này của nó rất là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy, cực kỳ là chắc chắn luôn, rất đỉnh cao luôn các nhá. Đó đây. Và nó có tặng kèm dây sạc luôn. Đây, có tặng kèm dây sạc như này. Về các bác chỉ cần cắm vào là xong. Đây, cắm vào đây cho em. Đó, cắm dây vào như này các bác này. Đó. Thì con này của nó đây, treo như này. Ở đây thì cái công tắc của nó này. Đấy. Đấy. Đây nhá. Đây, con này đó. Đấy. Cái này thì các bác có thể là dừng sử dụng được ba cái đèn luôn. Cái này nó vừa là chân vừa làm đèn luôn. Con này nó rất là thông minh nhá. Đấy. Vừa làm chân vừa làm đèn, khi các bác ăn cơm, các bác muốn treo bật như này treo lên được này, rất sáng luôn nhá. Đấy, hoặc là khi mà các bác đi đường mà các bác không muốn là bật cái đèn treo này thì các bác bật cái con này, nó vẫn có pha để nó dọi được xa hơn so với con kia. Đấy. Còn bình thường thì các bác có thể bật hai đèn như này luôn, rất là sáng này. Đó, sau đó thì đến công tắc một đèn và đến cái đèn đằng trước này. Nói chung là con này có 3 đèn cùng hệ công tắc và có quai treo như này. Đấy, có quai treo như này. Đấy, cho nên bên em gọi nó là đèn treo. Các bác lên mã giúp cho em là đèn treo các nhá. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác với giá là 200k và bác ship cho con mã đèn treo này. Con này thì nói chung là các bác nhận hàng là ưng thôi, cũng không có ai có thể chê trách gì được em nó, tại vì là nó rất là to, nặng và chắc chắn các nhá. Đấy, và đèn thì rất là sáng. Các bác cắm sạc vào là mình dùng thoải mái trong gia đình. Đấy, ăn cơm ăn nước mất điện hoặc là bão gió, các bác có một cái đèn để mình sử dụng trong gia đình nhà mình thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, thêm tiền của mặc mà bớt tiền của ăn các bác nhá. Đó, mua đồ về mình dùng thì dùng mãi. Đấy, các bác yên tâm. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bộ dao Nhật cán gỗ, thì nó chia ra làm 3 con. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng con một. Đây, một bộ của nó là 3 con như này. Nếu các bác nào mà mua cả bộ thì sẽ được cái giá nó sẽ tốt hơn bác nhá. Đó. Thì con đầu tiên em lên cho bác cái con này, tên của nó là gọt gỗ, giá của nó là 70k. Con này chiều dài của nó khoảng 20cm bác nhá. Đấy. Cũng rất là sắc bén luôn. Các bác lên mã giúp cho em là gọt gỗ bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là gọt gỗ. Con này dài khoảng 20cm, hàng của Seki Japan con này. Đó. Rất chắc chắn luôn bác nhá. Đó. Dao thì tương đối là sắc bác nhá. Đấy. Con này các bác dùng để gọt hoa quả rồi nói chung là làm các công việc được. Đấy, rất là ngon. Đấy, gọt hoa quả rất là ngon luôn. Các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Đó. Lên mã cho em là gọt gỗ, dao rất sắc luôn. Đấy các bác theo. Dao rất là sắc luôn. Đó. Đây. Và con xa này, đấy. Dao rất sắc luôn nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em là gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 con này. Đó nhá. Đó, 70.000 con này. Đấy. Tiếp theo là các bác lên cho em là con thái gỗ. Đấy, con này là 100k các bác nhá. Đó. Lên cho em là thái gỗ này. Đó. Thái gỗ, con này là 100k. Đấy, 100k con này thì bên em không bao ship các bác nhá. Đó. Qua lên cho em là con này là thái gỗ, con này 100k. Nếu các bác mua hai con như này, một con gọt một con thái như này là 170.000 thì bên em sẽ bao ship. Đó. Con này là con thái gỗ. Đây. Đấy, con này cũng rất sắc luôn, dài của nó khoảng trên 30cm các nhá. Dao thì rất là sắc luôn. Đây em sẽ test cho các bác xem. Đó. Nói chung là dao của Nhật này thì con nào nó cũng sắc như nước hết các nhá. Rất là sắc luôn con này. Đó. Rất sắc luôn con này. Đó. Đây. Cắt rất là ngon luôn các nhá. Đó, đây. Seki Japan, chữ khắc chìm luôn. Đó. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ 100k. Đấy, con này thì nếu các bác lấy thì cộng cho em thêm 20.000 ship. Còn nếu mà không thì các bác có thể mua cùng với con kia. Đấy, mua cùng với con gọt đấy là 170.000. Đấy, 170.000 các bác nhá. Đó, 170.000 hai con này. Đó. Tiếp theo em lên cho bác con chặt gỗ con này. Đó, con chặt gỗ đây. Con này thì bên shop đang bán với giá là, con này nặng của nó là 6 lạng. Con này thì hàng chuẩn Nhật xịn luôn. Đây. Đấy, Seki Japan con này. Đấy, dày của nó khoảng 4cm, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, made in Japan, chữ dập chìm trên thân dao luôn. Đó. Rất chắc luôn. Dao chặt mà sắc như dao thái các bác này. Đó, các bác theo. Đó. Rất sắc luôn các bác nhá. Đấy, chất dao thì khỏi bàn luôn. Dao chặt mà được như này mà dọc được giấy như này là các bác thấy rất là hiếm luôn các bác nhá. Đó. Đấy, những con dao chặt mà dọc giấy này không phải là đơn giản mà có đâu. Đấy. Vâng nhá, nó rất là sắc bén luôn, vâng theo. Còn sắc hơn cả dao thái luôn. Đó, Seki Japan, chữ dập chìm luôn, made in Japan. Hàng của hãng là nó có logo tem mác đàng hoàng. Những cái hàng nhái là nó sẽ không có logo tem 7 màu vàng như này đâu các bác nhá. Đó, đúng hàng của hãng nó mới có thôi. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, thì con này bên shop đang bán với cái giá là con này nặng là 6 lạng. Qua lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Con này thì nó là nặng 6 lạng. Nặng 6 lạng. Bên shop đang bán với giá là 270k,
xả cho bác còn 230k nhá. 230k cho cái mã chặt gỗ này nhá. Đó. 230k thì cái mã dao chặt gỗ này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là chặt gỗ 230k. Đó. Thì nếu như bác nào mà lấy chọn bộ như này, đấy chọn bộ như này thì bên em sẽ tính cho các bác với cái giá là 330.000. Đấy, 330.000 cho ba con này. Đấy, tức là các bác chỉ mất đâu đó là vào hai con này thôi. Hai con này 230, con này 100 là 330 là các bác được tặng không con này. Đấy, tính ra là một bộ như này của nó là 330.000. Đấy, 330.000 cho ba con dao. Giá rất là hạt rẻ luôn mà anh em không nhầm đâu các bác nhá. Đó. Đấy, chuẩn xác đấy chứ không nhầm đâu, các bác cũng không nghe nhầm đâu. Đó, giá thanh lý cho bác giá tốt luôn, em còn khoảng 5 7 bộ nữa. Thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chặt gỗ. Đấy. Thì nếu các bác lấy bộ ba như này thì các bác lên cho em là bộ chặt gỗ các anh nhá. Đó. Bộ chặt gỗ. Bộ ba chặt gỗ, bộ ba chặt gỗ. Đấy. Chặt gỗ các anh nhá. Đó, bộ ba chặt gỗ. Bên shop gửi tới bác cái giá là 330k cho ba con dao nhá. Đấy, 330k cho ba con. Giá rất rẻ luôn. Lên mã cho em là bộ ba chặt gỗ. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái đèn kim các bác này. Đây. Con này thì nó rất là tuyệt vời luôn. Để em sẽ tắt điện đi cho các bác xem. Đấy, con này mà tắt điện đi thì các bác như là được chìm trong thế giới ánh sáng nhiều màu sắc luôn các bác nhá. Đấy. Biểu màu của nó là 16 triệu màu luôn các bác nhá. Đấy, thay đổi màu sắc liên tục. Đấy, nhà các bác mà có tí gió đung đưa như này nữa thì rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó. Có tí gió đung đưa này nữa nó dịch chuyển thì rất là đẹp. Và con này của nó thì 16 triệu màu, thay đổi màu sắc liên tục. Đấy, con này của nó thì nó là dòng cắm pin thôi nhá. Lắp pin nhá. Thì về các bác lắp pin con thỏ vào thôi. Bên em không kèm pin các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn kim này, đó, đèn kim. Bên shop đang bán với cái giá là 100k. 100k và bao ship thôi nhá. 100k bao ship cho cái mã đèn kim này. Cái này thì không bao gồm pin các bác nhá, không bao gồm pin. Đấy, không bao gồm pin. Đấy. Không bao gồm pin. Hoặc là đơn giản là không có pin các bác nhá, không có pin. Đấy, cho các bác dễ. Không có pin. Về các bác tự mua pin nhà mình về các bác lắp vào các bác nhá. Đó. Thì đấy, các bác đã được quan sát cái màu sắc của nó rồi. Rất là đẹp, 16 triệu màu thay đổi liên tục các bác nhá. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu tím. Đấy, các cái giải màu liên tục nó thay đổi như này tạo cho cái cảm giác rất là vui mắt và khỏe khoắn coi nhá, nó rất là tuyệt vời luôn. Đây con này, đó, bật điện cho anh tí, đó, đây rất đẹp này con này. Đấy, các bác vuốt vào nó như này. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đèn kim 100k bao ship không có pin. Đấy, cái này thì về các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Đây, đấy, nó sử dụng 3 quả pin con thỏ. Và ba quả pin con thỏ này các bác dùng nó cũng được khá là lâu luôn các bác nhá. Đó. Cả tháng trời mới hết pin, cho nên là nó cũng chả đáng là bao nhiêu tiền các bác nhá. Đây. Đấy, cái này nó chạy bằng mắt LED, về các bác chỉ cần ấn vào là xong. Đấy. Đây. Các bác chỉ cần ấn vào này là xong nhá. Đấy, nó chạy bằng mắt LED mà. Về các bác chỉ cần ấn vào này là xong, rất đẹp luôn. Đó. 16 triệu màu. Đấy, còn nếu bác nào mà không muốn mua pin thì bên em có bán cả pin cả đốc sạc đây. Đấy. Pin này của nó là pin sạc lắp vào cho nó được luôn. Đó. Thì cả pin cả đốc sạc như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới quý bác anh chị với cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn, đó là 80.000 thôi nhá. Đấy. 80k cho cái bộ pin đốc sạc này. Các bác lên mã giúp cho em là đốc sạc 80k. Đấy, kèm pin luôn. Đấy, đốc sạc lên cho em là đốc sạc thôi nhá. Đó. 80k. Đấy, thì con này ưu điểm của nó là các bác có thể sử dụng được cả đồ chơi trẻ em này. Đây, đồ chơi trẻ em này, rồi đồng hồ này và các cái thiết bị khác thì nó sử dụng rất là phổ thông cho cái pin pin kiểu pin đồng hồ này. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 80k một hộp này. 80k một lọ này, một cái đốc sạc này các bác nhá. Các bác có thể mua về sử dụng trong gia đình rất là ok. Đấy, lên mã giúp cho em là đốc sạc 80k các bác nhá. Đó rồi, ok.
chàng của nó đấy, ù tai luôn các bác nhá. Một chàng của nó phải chắc phải khoảng tầm khoảng một phút, phút đến hơn một phút đi các bác nhá, rất là lâu luôn. Cái này các bác có thể là thu âm lại, sau đó thì mình phát lên loa các bác nhá. Đó, con pháo điện này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 500k bao ship các bác nhá, 500k bao ship cho con pháo điện này. Đấy, con này thì nâng lên thì nó như này, Phương nâng lên cho anh chị. Đấy, nâng lên thì sẽ như này các bác. Đấy, đây. Đấy, đây, người đẹp cùng với pháo hoa này các bác nhá. À, pháo điện đây. Đó, đây. Đấy, các bác nhá. Đó thì dâng lên nó như này. Đấy. Được, khoảng nói chung là tất cả từ dưới chân lên đến đỉnh thì khoảng 1,5 m. Đấy thì các bác cứ treo như này. Đấy, treo cho em như này là ok. Đấy, thì cái này nó đã có dây sẵn rồi. Về các bác cứ treo này xong sau đó thì cắm điện vào là ok các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là pháo điện có nhá. Đó, lên mã giúp cho em là pháo điện. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 500k. Đó, pháo điện này. Đó, lên mã giúp cho em là pháo điện. Đó, ào ào, pháo điện này. Đó, lên cho em là pháo điện nhá. Bên em bán là 500k một con này, 500k vào bao ship cho cái mã pháo điện này. Bác nào cần đặt hàng thì khẩn trương đặt luôn, để tránh cái việc là hết hàng cũng như là Tết nhất đến nơi rồi các bác sẽ không nhận được hàng sớm để chơi Tết. Đó, thì em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng nhá. Về nhà thì nó có cái rắc như này. Đấy, có cái rắc cắm như này. Thì các bác kết nối vào cho em là xong. Đây. Đấy. Nó có cái rắc cắm như này nhá. Đây nó có cái rắc cắm kết nối này. Đấy. Thì các bác kết nối là đúng đầu cho em. Đó. Nó có một cái vạch như này và có cái phần âm dương như này thì các bác kết nối đúng đầu cho em là được. Đó. Còn về cái phần điều khiển này thì nó sẽ có là 4 nút. Thì nút bên trái bên trên đây, nút bên trái bên trên này là bật này, nút bên phải bên trên này là tắt này, bật này, tắt này, nút này là bật này, nút này là tắt này, còn nút này là điều chỉnh nháy nhanh nháy chậm các nhá. Đấy, điều chỉnh nháy nhanh nháy chậm, và nút này là tắt hẳn này, tắt hẳn nháy này. Đây, nút này là bật nháy lên này, nút này là điều chỉnh nháy nhanh nháy chậm này. Đấy các nhá. Đó, đây thì nó sẽ như này, bao gồm là nút, bao gồm là cái nút nút này là bật pháo hoa, nút này là bật nó kêu này, nút này là tắt này, nút này là cho nhanh nhanh chậm, mà nút này là tắt nháy các nhá. Đó, nó chỉ có thế thôi. Đây, nút bên trên này, nút bên cạnh này là tắt này. Đấy, nút này là nháy này, nút này là tắt đi này. Đấy, nó chỉ có vậy thôi các bác nhá. Nói chung cũng rất là giản đơn thôi, không có cái gì là phức tạp cả. Về các bác chỉ việc thế là sử dụng thôi các bác nhá. Đó. Đấy, thì một cái bộ pháo điện như này. Đấy, pháo điện như này. Bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá đó là 500k. Đó, 500k và bao ship cho cái mã pháo điện này anh em nhá. Đó, bộ pháo điện này thì bên shop đang gửi tới anh chị với giá là 500k bao ship. Đó. Đây, khi các bác nhận được hàng thì hàng sẽ trong hộp như này không nhá. Hàng trong hộp như này, nó rất là đơn giản thôi. Về các bác dở cái này ra cho em, sau đó thì ở trong hộp này là nó sẽ đầy đủ cho các bác rồi, bao gồm là điều khiển này. Đó, bao gồm là điều khiển này, điều khiển đây không nhá, điều khiển đây này. Đấy, đây là cái thân máy chính của nó này, thân kêu chính của nó này. Đó, nơ niếc các thứ đầy đủ như này cho các bác chọn bộ luôn. Chỉ có lưu ý các bác cái cách cắm thôi. Cách cắm thì ở đây nó có nó sẽ có là một cái rắc như này, một cái rắc như này các bác này. Đấy, một cái rắc như này thì các bác cắm đúng chiều sống cho em. Ở đây thì nó có cái phần sống này là các bác cắm không được thì các bác chỉ cắm đúng chiều sống cho em là ok. Đấy, đúng cái phần sống này là ok không nhá. Đấy, con này nó cắm điện 220. Nói chung là rất là dễ sử dụng thôi. Đó, không có cái gì là phức tạp cả. Nó có hai phím điều khiển, nếu mà các bác mất điều khiển thì các bác có thể điều khiển trực tiếp ở trên thiết bị cũng vẫn ok không nhá. Đó. Các bác có thể điều khiển trực tiếp trên thiết bị được luôn. Đấy. Thì lưu ý các bác vậy để các bác biết lối sử dụng thôi, không có gì là phức tạp cả. Đây. Điều khiển trực tiếp ở trên thiết bị là cái này. Các bác có thể là ấn vào cái nút này để điều khiển này. Đấy, đây nhá. Đấy, đây. Đấy, nó có cái nút điều khiển trực tiếp. Đây, cái hình trái tim này là nút điều khiển trực tiếp. Hoặc là các bác điều khiển qua điều khiển từ xa. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em là pháo điện 500k. Đấy. Lên mã cho em là pháo điện 500k bao ship cô nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm. Các bác lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Các bác lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Chai này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 50k một lọ này. Đó.
Đấy, 50k một hộp này nhá. Đấy, 50k. Đó. 50k một hộp xịt chống thấm này các bác nhá. Đó. Dung tích của nó là 450ml, 450ml. Đấy. Thì giá bán là 50k. Bác nào lấy từ 3 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Đây thì giả thử như đây là một cái bề mặt của cái miếng tôn hoặc là tường nó bị nứt đây, thì em sẽ xịt thí điểm cho bác xem nhá. Đó. Sau đó thì em quay đến cuối video thì em sẽ cho các bác xem cái kết quả. Đây, đấy. Cái này thì nó là thuộc cái dạng keo non. Đấy. Đây. Đấy coi nhá. Đó. Đấy coi nhá. Đó. Thì cái này nó sẽ thấm sâu vào, nó thẩm thấu vào, nó sẽ tan chảy. Nó sẽ tan chảy ra các nhá. Đấy. Khi mà nó tan chảy ra ấy thì nó sẽ giúp cho những cái vết nứt nó sẽ liền lại các nhá, liền lại luôn. Đó, nó là như thế. Thì đây là em sẽ cho các bác xem cái video thực tế mà rất là nhiều người ta sử dụng và người ta đánh giá nó rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, đây. Thì bên em bán là 50.000 một hộp, bác nào lấy từ xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác. Bình xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ da, cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Đây các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác. Xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ da, cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Đấy, khả năng chịu nhiệt lên tới 80 độ luôn. Đó. Thì con này bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá đó là 50.000 một hộp. Bác nào lấy từ 3 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship coi nhá. Đó. 3 hộp là bằng 150k. Đó, 150k và bao ship. Đấy, 3 hộp là bên em sẽ bao ship. Đó. Thì cái dòng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Nó sử dụng thì rất là rộng rãi và rất là tốt luôn. Và các bác cũng đã được xem cái video thực tế review của anh nhá. Đó, các bác đã nắm được cái chất lượng của nó. Đây. Đấy. Thì đây là nó mới có một lúc thôi là các bác thấy là cái bề mặt của nó đã phủ kín cái chân giấy rồi các bác nhá. Đấy, và nó sẽ khô đi, nó sẽ keo lại các bác nhá. Nó sẽ keo lại. Đấy. Rất là bền và chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, và các bác cũng xem cái video rất là chi tiết rồi các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái giá đỡ điện thoại các bác nhá. Đó. Cái này thì bên em bán giao lưu cho các bác thôi để cho các bác sử dụng thôi, chứ còn thực tế ra thì nếu mà bán cái giá là 30.000 như này thì cũng không có lãi là gì nhiều đâu. Đấy. Thì cái này bên em bán là giá là 30k. Bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại coi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là giá đỡ điện thoại. Giá đỡ này. Điện thoại này. 30k. Đấy, lấy từ 5 hộp là bao ship, 5 hộp là bao ship bác nhá. Đó. 5 hộp này là bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy. Thì sản phẩm của nó như này, đựng trong hộp như này các bác nhá. Đó. Bao gồm là đấy, nó sẽ bao gồm các cái chi tiết này. Một cái thân chính để các bác bắt vào cái chân này. Đấy, thân chính đây. Các bác bắt vào cái chân này cho em. Đây. Bắt vào đây nhá. Đó. Và đây là cái này thì các bác bắt vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác tống cái chân này vào này. Đây. Đây. Đây cái chân này các bác cho vào đây. Để rút lên rút xuống các bác nhá. Đó. Cho vào đây để rút lên rút xuống này. Đấy. Đấy, cho vào đây để rút lên rút xuống. Đây là cái khóa này, đấy cái khóa các bác nhá. Đó. Còn cái này thì các bác xoáy cái chân này vào này. Đấy. Xoáy cái chân này vào. Đây. Đấy. Xoáy cái chân này vào đây.
Nói chung là nó cũng dễ kết nối thôi và nó rất là tiện dụng và ngon các nhá. Để các bác có thể sử dụng lâu dài được. Đây, các bác đẩy vào cho em. Đó. Đấy, như này là đã lắp ráp xong các nhá. Đấy, các bác có thể ngửa lên ngửa xuống, xoay tứ phía được luôn các nhá. Đó, đây. Thì các bác sẽ tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng và cái thiết bị của mình. Đây, đấy, đây ví dụ như là con điện thoại của em nó cũng rất là to và nặng luôn. Đây. Đấy, để rất là ngon luôn các nhá. Đây. Đấy, em để cho bác xem. Đấy, rất là chắc chắn luôn các nhá, rất chắc chắn luôn. Đây, các bác có thể xoay ngang ra như này. Đó. Xoay ngang ra như này. Đấy. Đấy, các bác có thể xoay như này. Đấy, một là xoay ngang ra, hai là xoay dọc để các bác sử dụng rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn. Đó, đây. Đấy. Đấy thì các bác cứ này các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 30.000 thôi nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô ô Nhật tự động của nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật này, đó. Ô Nhật này, đấy. Ô Nhật tự động. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 90k nhá. Đó, 90k cho một con ô Nhật tự động này. Hàng thì rất chất lượng, bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Đó, đây. Có quay đeo các nhá, có quay đeo như này. Đấy. Và thì con này thì nó là dòng ô tự động con này. Đấy. Đây em mở ra cho bác xem nhá. Mở ra này. Đấy. Ô này của nó đường kính là 10 đường kính của nó là 1 mét này. Nan của nó là 10 nan và nan là nan kép rất là dày dẫn chắc chắn. Đấy, các bác có thể đi ngoài gió to rất là ok luôn. Đấy, con này thì nó sử dụng chế độ tự động. Đây. Bóp vào này là nó sẽ sập xuống này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Mở ra này. Đó, ấn vào này. Rất là ngon luôn. Khi các bác lắp vào thì chỉ cần là xoay đều tay như này cho em là xong. Đấy, xoay đều tay như này là cái ô nó sẽ quận vào theo đúng chiều nhá. Đó, đây. Đấy, quận này rất là ngon lành luôn, rất dễ dàng luôn nhá. Đó. Con ô rất là gọn luôn. Đó, đây. Đây. Đấy, đây, rất là ngon lành luôn nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đây. Đấy. Mất hai cái món nhiều tiền thôi, còn lại là đấy, các bác xoay vào này là xong. Đó. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật thôi nhá, ô Nhật tự động đóng mở nhá. Đấy, đường kính là 1 mét, nan của nó là nan kép và vải là vải nước đổ đầu vịt chống tia UV nhá. Đấy, chống tia UV, tia cực tím, các kiểu con này đều luôn. Đó, ô Nhật 90k nhá, ô Nhật 90k. Đó, mã tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm đó là khăn tắm của Hàn Quốc các nhá. Khăn tắm Hàn Quốc kích thước của nó là 40 x 70, đấy, 140 x 70. Giá thì bên shop đang bán là 80k. đấy, hôm nay thì cuối năm bên em mang hết rồi luôn, bên em sẽ xả thanh lý cho bác với cái giá là 80k này, xả cho bác còn 70k. Đó. Bác nào lấy từ 3 cái trở lên bên em tính là 200k bao ship. Đấy. Còn ít nữa xả thanh lý nốt cho các bác luôn để các bác sử dụng cuối năm các bác nhá. Đó. Xả thanh lý luôn. Qua lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này, sợi bông tự nhiên. Đấy, em đang bán là 80k, xả cho bác còn 70k. Bác nào lấy từ 3 cái bên em tính cho các bác luôn giá 200 bao ship. Đấy, đang 3 cái là 240. Đấy, các bác mua 3 cái là bớt được 40k luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì kích thước của nó là 40 x 70 x 1m4. Hàng siêu to khổng lồ luôn các bác nhá. Tha hồ sử dụng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái đèn dầu điện các bác nhá. Đó. Đèn dầu điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 45.000. 45.000 với con đèn dầu điện như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu điện cũng nhá. Đó, đèn dầu và cắm điện. Đấy. Đây. Lên cho em là đèn đỏ. Đấy, các bác lên cho em là đèn đỏ cắm điện. Đấy. Con này thì nó là dòng cắm điện cũng nhá. Bên em thì có hai dòng. Một dòng pin và dòng cắm điện. Đấy. Đấy, cắm điện như này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 45k. Các bác lên cho em là đèn đỏ điện nhá. Đấy, đèn này đỏ này, điện, con này nó cắm điện, còn bên em có cả loại pin luôn. Đó, đèn đỏ điện 45k.
45k trên một chiếc này. Đó, bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. 3 cái là bao ship các bác nhá. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Đây các bác nhá. Đó, các bác có thể cắm điện vào, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, về các bác chỉ cần việc cắm điện vào là xong thôi. Nó rất là dễ sử dụng và không tốn pin. Cái pin kia thì các bác lại phải thay pin thay dạ thì nhiều lúc nó cũng rất là ngại và tốn kém. Còn đây cái này thì nó dùng bằng điện. Các bác về các bác cứ cắm điện vào là xong. Đây các bác nhá. Đó, nó rất là tiện dụng luôn. Đèn thì cũng tương đối là sáng các bác nhá. Nó tương đối là sáng để cho các bác có thể sử dụng được. Đấy, thì đặt trên bàn thờ như này rất là đẹp luôn. Bàn thờ, bàn thần tài. Đấy, rất là xinh xắn, đẹp và an toàn. Ví dụ các bác dùng đèn bằng nến thì còn lo bị cháy nổ. Đấy, bằng dầu lo bị cháy nổ rất là nguy hiểm. Đây, dùng bằng điện này thì nó cực kỳ là an toàn các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn pin. Đấy, lên cho em là đèn đỏ điện nhá. Đấy, đèn đỏ điện. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã đèn đỏ điện như này là 45k. Bác nào lấy từ 5 cái trở lên, 3 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái mã sản phẩm, đó là cái bột thông cống các bác nhá. Đó. Bác lên mã giúp em là bột thông cống các bác nhá. Đó, thì lọ này bên em bán bao nhiêu nhỉ? Đấy, qua lên cho em là bột thông cống 40k một lọ này các nhá. Đấy, bác nào lấy từ 4 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đó, 4 lọ là bên em sẽ bao ship. 40k một lọ như này. Đấy, con này thì nó là một cái chất đánh tan cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, đường cống, đường rãnh nhà các bác đang bị tắc hoặc là bị ứ đọng. Đấy, đường cống nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, chậu rửa mặt, rồi nói chung là tất cả các loại tắc. Đấy, tất cả các loại tắc các bác đổ xuống cho em. Đó, đổ xoáy ra. Đấy, bóc ra rồi các bác đổ xuống cho em là nó sẽ đánh tan hết các cái cặn bẩn bám và các cái rác rưởi nó đọng trong các cái đường ống luôn, nó đánh tan hết luôn các anh nhá. Đó, đây em sẽ đây các anh nhá. Đó, cái nhà vệ sinh nó đang tắc như thế, thế mà dội vào phát nó đánh tan hết luôn đấy. Đây, của nó là cái dạng bột màu trắng này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Nó đánh tan hết luôn. Đấy, nó sủi lên. Đấy, nó đánh tan hết luôn các anh nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 40k. Có lên cho em là bột thông cống nhá. Đó, bột thông cống 40k. Đó, mã tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái mã sản phẩm, đó là cái lọ xịt chuột thôi nhá. Đó, lọ xịt chuột đây. Cái lọ này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Nó là hàng của Việt Nam, chất lượng cao. Đấy. Con này thì xịt đuổi chuột vĩnh viễn luôn. Đấy, một sử dụng xịt trong vòng một thời gian là chuột sẽ chạy đi vĩnh viễn luôn các bác nhá. Đây. Các bác xịt lên chỗ chuột thường lưu trú này, cắn phá này. Đấy, rồi hang ổ đường đi này. Xịt ít nhất là một lần trên một ngày trong 5 ngày đầu và sau đó là một lần trên 2 ngày và trong 5 ngày kế tiếp. Nói chung là các bác cứ xịt đều cho em trong vòng khoảng 10 ngày là nó sẽ đi hết luôn. Nhà em cái chỗ con chuột chù nó chạy vào em mới xịt có một lần là hết luôn các bác nhá. Đó. Thì đây của nó là thành phần là các cái tinh dầu quế rồi 20 chế phẩm sinh học vừa đủ coi nhá. Đó. Dòng này là thuộc chế phẩm sinh học rất là an toàn với người sử dụng. Đấy, và vật nuôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 30k một lọ xịt chuột như này. Đấy, bác nào lấy từ 5 lọ là bên em sẽ bao ship. 5 lọ là bao ship các nhá. Đó. Lấy số lượng thì mới bao ship được. Còn bên em bán là 30k một lọ này. Đấy, dung tích của nó là vào 100ml. Đấy, 100ml nhá, 100ml, 100ml. Sản phẩm thì nó là cái chế phẩm sinh học rất là an toàn. Tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái mã sản phẩm, đó là cái dây giãn các bác nhá. Các bác lên cho em là dây giãn xanh. Đấy, một cái dây giãn như này thì khi mà nó đang nằm yên như này thì nó vào khoảng là 10m. Còn khi các bác xả ra thì nó sẽ được lên tới 30m thôi nhá. Đó. Cái dây giãn xanh như này bên shop đang bán là 150k. Đó. 150k. 150k và bao ship thôi nhá. Đấy. 150k bao ship. Đấy, thì hôm nay bên em sẽ sanh lý cho bác với giá là 140k nhá. 140k cho cái dây giãn này. Đấy, 140k và vẫn bao ship như bình thường. Thì khi các bác nhận được hàng là các bác đã được nguyên một cái đầu xịt như này rồi. Về các bác nối vào như này là xong. Đó. Thì báo cáo với các bác là nếu mà các bác mua nguyên một cái đầu xịt như này ở ngoài thị trường nó đã mất đi khoảng 70-80 nghìn rồi các bác nhá. Đó.
khoảng 70-80 nghìn cái đầu xịt này rồi, chứ không không thể là mua không được đâu có nhá. Đấy, không thể là mua không được đâu. Đấy. Thế mà đây thì cái này thì nó đã có bao gồm cả đầu xịt kết nối như này, mà giá của nó chỉ có 140 nghìn. Đấy, bán 150 thanh lý cho các bác còn 140 không nhá. Đấy. Ở đây thì nó có cả cái lẫy gạt này luôn này, các bác đẩy ra này là chế độ là không phải bóp tay nó mệt này. Đấy. Đây, đấy cái lẫy này các bác là để này là nó tự nó xịt. Còn không thì các bác bóp tay thì bóp rất là tiện. Ở đây thì cái đầu này của nó là nó sẽ có 5-6 cái đầu kết nối luôn. Đấy, để các bác tha hồ mình kết nối với nhá. Đấy, để mình chỉnh sửa các cái nước theo như mình mong muốn. Đây. Thì em sẽ có cái video chi tiết cho các bác xem luôn. Dây của nó thì có thể giãn ra là thành 30 mét các bác nhá. Đấy. Giãn ra thành 30 mét luôn, tha hồ các bác sử dụng. Đấy, trong cái khu vườn nhà mình hoặc là xịt rửa xe, tưới cây. Đây các bác này, đó. Đấy, nó giãn ra này. Đấy, chế độ xịt của nó đây. Rất là nhiều chế độ xịt khác nhau để các bác có thể tưới cây, rửa xe. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Xịt rửa xe cũng rất là ok. Đó. Rồi, ok.